Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học bài trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 Bộ Cánh Diều. Bài thứ 5 mà chúng ta được học có chủ đề Nghị luận xã hội, văn bản Hịch Tướng Sĩ của tác giả Trần Quốc Tuấn. Các em hãy mở sách và chuẩn bị vở ghi để bắt đầu bài học nhé! Trước khi đi vào tìm hiểu chi tiết, chúng ta cùng nhau đi vào phần tìm hiểu chung. Một nhỏ là tri thức về văn nghị luận. Nghị luận xã hội và các kiểu văn bản nghị luận xã hội. Nghị luận xã hội là kiểu văn bản trong đó tác giả đưa ra ý kiến của mình về một vấn đề xã hội và dùng các lý lẽ, bằng chứng để luận bàn, làm sáng tỏ và thuyết phục người đọc về ý kiến đã nêu lên. Có các kiểu văn bản nghị luận xã hội như sau. Thứ nhất là nghị luận xã hội trung đại. Ở Việt Nam thì thời trung đại, văn bản nghị luận được viết bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm, được thể hiện bằng các thể loại như chiếu, cáo, hịch. Chiếu cáo thì thường được vua, chúa dùng để ban bố trước dân chúng về những công việc và sự kiện có tính chất quốc gia. Hịch được vua, chúa, tướng lĩnh hoặc thủ lĩnh các phong trào viết ra để kêu gọi, thuyết phục dân chúng và những người dưới quyền cùng thực hiện những sự việc trọng đại. Nghị luận xã hội trung đại thường được viết bằng văn biển ngẫu. Biển là ngựa đi sóng đôi, ngẫu là theo đường cặp. Các câu đối nhau về âm, thanh bằng, thanh chắc. Về từ loại, như danh từ với danh từ, động từ với động từ. Và về nghĩa, tạo nên nhịp điệu và ý nghĩa của bài văn. Ví dụ như câu 4 chữ đối với câu 4 chữ. Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Câu 6 chữ đối với câu 6. Sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan của Hịch Tướng Sĩ Trần Quốc Tuấn. Từ ngữ được sử dụng trong văn bản nghị luận xã hội trung đại thường trang trọng, uyên bác, giàu tính ước lệ, tượng trưng có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố lập luận và cảm xúc của người viết. Và nghị luận xã hội hiện đại. Khác với nghị luận xã hội trung đại thì nghị luận xã hội hiện đại thường được viết bằng văn xuôi quốc ngữ, câu văn tự do. Về nội dung, bên cạnh những vấn đề có tính chất quốc gia, quốc tế, các văn bản nghị luận xã hội hiện đại còn bàn bạc nhiều vấn đề của cuộc sống đời thường. Tác giả nghị luận xã hội hiện đại có thể là những nhân vật có uy tín, có vị trí trong xã hội hoặc có thể là một người bình thường. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả. Trần Quốc Tuấn, tước hiệu là Hưng Đạo Đại Vương, là một nhà chính trị, nhà quân sự, tôn thất hoàng gia Đại Việt thời Trần. Ông là người có công lao lớn trong cuộc chống quân Mông Nguyên xâm lược nước ta năm 1285 và năm 1287. Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược nước ta lần thứ 2 năm 1285 và thứ 3 năm 1287-88 thì ông đều được vua Trần Nhân Tông cử làm tiết chế thống lĩnh các đạo quân, cả hai lần đều chiến thắng oanh liệt. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể đến như là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Binh Thư Yếu Lược, v.v. Về tác phẩm Hịch Tướng Sĩ hay còn có tên gọi khác là Dụ Chư Tỷ Tướng Hịch Văn được ông viết vào năm 1285 trước cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2. Đây là văn nghị luận xã hội trung đại. Về bố cục thì bao gồm 4 phần. Phần thứ nhất là phần mở đầu. Những tấm gương trung nghĩa xưa nay, vì nước, vì chủ mà quên mình, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn. Phần thứ hai là lòng căm thù trước sự ngang ngược, hống hách của quân giặc, thể hiện thái độ kiên quyết không đội trời chung với kẻ thù xâm lược. Phần thứ ba là thể hiện mối ân tình giữa chủ tướng và tướng sĩ, khích lệ ý thức trách nhiệm của mỗi người với triều đình, đất nước, biết làm theo điều đúng, gạt bỏ điều sai. Và phần thứ tư là khuyên nhủ tướng sĩ biết phân biệt phải trái, luyện tập binh pháp để lo trừ giặc, bảo vệ xã tắc non sông. Để hiểu rõ hơn về tác phẩm, chúng ta sẽ chuyển sang phần đọc hiểu văn bản. Một nhỏ chúng ta sẽ tìm hiểu về mục đích và đối tượng thuyết phục. Mục đích của viết bài hịch này đó chính là trước tình hình hết sức nguy cấp khi quân Mông Nguyên, đội quân hùng mạnh nhất thời đại lúc bấy giờ chuẩn bị xâm lược Đại Việt,
Trong khi đó thì nhiều tướng sĩ vẫn thờ ơ với vận mệnh dân tộc, chìm đắm trong việc hưởng thụ, không lo luyện tập để bảo vệ tổ quốc, một bộ phận còn có tư tưởng chủ hòa, đồng nghĩa với hàng giặc. Tại thời điểm đó thì Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn với vai trò là một quốc công tiết chế, thống lĩnh quân đội Đại Việt đã viết bài viết này để kêu gọi, khích lệ tinh thần của tướng sĩ, kêu gọi mọi người đoàn kết trong cuộc chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh xâm lược với tinh thần quyết chiến quyết thắng. Và đối tượng thuyết phục của bài hịch đó chính là các tướng lĩnh trong quân đội của Trần Quốc Tuấn, sau đó lan tỏa ra toàn bộ các tướng sĩ và người dân Đại Việt lúc bấy giờ. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần nêu gương trong sách sử. Ngay ở phần đầu thì tác giả đã kể tên một loạt các tấm gương sáng trong sử sách Trung Quân. Dụ như tướng thì là Kỷ Tín, Do Vũ, Cảo Khanh, Kính Đức, Vương Công Kiên, Cốt Đãi Ngột Lang, vân vân. Quan nhỏ là Thân Khoái, hay là gia thần là Dự Nhượng. Điều này đã khẳng định rằng bất kể thời đại nào, bất kể ai từ những viên quan nhỏ cho đến tướng lớn đều được kể tên. Họ có một đặc điểm chung, đó chính là sẵn sàng chết vì vua, vì chủ tướng, không sợ hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lòng trung quân ái quốc như một luận cứ để làm cơ sở cho các lập luận phía sau. Điều này thì mang lại hiệu quả, thuyết phục người đọc tin tưởng điều định nói bởi tính khách quan của các chứng cứ có thật. Bộc lộ tình cảm tôn vinh, ngưỡng mộ của người viết đối với những gương sáng trong lịch sử. Và phần mở bài đã tập trung vào việc khích lệ lòng trung quân ái quốc của tướng sĩ thời Trần. Tóm lại thì tác giả đã nêu các tấm gương trung thần nghĩa sĩ từ bao đời vì nước, vì chủ mà sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn. Điều đó thuyết phục các tướng sĩ nhìn lại chính bản thân họ mà cảm thấy trách nhiệm của mình đối với chủ tướng và đất nước. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về phần tố cáo sự ngang ngược của giặc và lòng căm thù giặc sâu sắc. Tác giả đã phanh phui tội ác dã man của kẻ thù thông qua các hình ảnh. Ví dụ như là sứ giặc lại nghênh ngang, uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng triều đình, đem thân dê chó bắt nạt, đòi ngọc lụa, thỏa lòng tham, hay là thu bạc vàng để phết của kho, đem thịt mà nuôi hổ đói, hay là sao cho khỏi tai vạ về sau. Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật ẩn dụ, nhân hóa để vạch trần tội ác, bản chất tham lam, tàn bạo hống hách của quân giặc. Và những tội ác man dợ nó càng nhen nhóm lên lòng quyết tâm của quân dân nhà Trần, khích lệ lòng căm thù giặc và khơi gợi nỗi nhục mất nước. Và đằng sau đó chính là tâm sự của vị chủ tướng. Trước những đau khổ lầm than cùng cực mà nhân dân phải gánh chịu, người làm tướng cảm thấy vô cùng day dứt. Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Ở đây cho thấy nhịp văn dồn dập ngắn gọn, ngôn ngữ ước lệ giao hình ảnh có giá trị biểu cảm lớn, thể hiện sự sục sôi, căm thù giặc đến tận xương tủy của vị chủ tướng lĩnh. Và hàng loạt các thành ngữ mạnh được sử dụng, xả thịt lột da, uống nuốt gan uống máu, trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa. Nghệ thuật phóng đại, dùng điển cố thể hiện lòng yêu nước, sự căm thù giặc và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 4, phân tích đúng sai phải trái. Đầu tiên đó chính là mối quan hệ chủ tướng. Tác giả đã đưa ra mối thân tình giữa chủ và tướng. Các ngươi không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm, quan nhỏ thì ta thăng chức, lương ít thì ta cấp bổng, đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa. Cùng sống chết, cùng vui cười. Những câu văn biển ngẫu nhiều ý, hai vế song hành, điệp cấu trúc câu thể hiện được cách đối xử chu đáo, tạo mối quan hệ khăng khít gắn bó. Và điều này cũng là để nhắc nhở, khích lệ ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của bề tôi đối với vua tình cốt nhục như huynh đệ. Bên cạnh đó thì tác giả còn phê phán những biểu hiện sai trái. Ví dụ như là tình cảnh đất nước thấy chủ nhục mà không biết lo, hầu quân giặc mà không biết tức,
thấy nước nhục mà không biết thẹn, nghe nhạc không biết căm. Hay là chỉ biết đâm đầu vào những thứ trò chơi vô bổ như chọi gà, đánh bạc, săn bắn, uống rượu, thú vui ruộng vườn, quyến luyến. Ở đây thì tác giả đã phê phán thái độ bàng quan, thờ ơ, ăn chơi nhàn rỗi chỉ lo vun vén cá nhân mà quên đi danh dự bổn phận, mất cảnh giác, lối sống an hưởng cần được lên án. Hay là thảm bại là tất yếu nếu không thay đổi. Nếu ham chơi cựa gà trống, áo giáp giặc, mẹo cờ bạc không dùng làm mưu lược nhà binh. Ruộng làm vườn thì việc quân cờ ích chi. Tiền của nhiều khôn mua được đầu giặc. Chén rượu ngon không làm giặc say chết. Tiếng hát hay không làm giặc điếc tai. Nước mất nhà tan, bị bắt làm tù binh, bị mất tất cả, chịu nhục mang tiếng giờ muôn đời. Điều này cảnh báo bức tranh thảm họa nỗi đau đớn nhục nhã của đất nước lâm vào cảnh làm nô lệ. Vì thế tác giả đã đưa ra lời kêu gọi. Ở phần này thì tác giả đã thể hiện được lời kêu gọi nhưng đồng thời cũng là mệnh lệnh. Đó chính là học tập binh thư yếu lược, vạch ra hai con đường sống chết vinh nhục, để tướng sĩ thấy rõ và chỉ có thể lựa chọn một con đường, địch hoặc là ta. Đó là một lập luận sắc bén, rõ ràng, thái độ cương quyết, bày tỏ gan ruột của một chủ tướng yêu nước. Và việc nhất tề đồng lòng chiến đấu sẽ mang đến nhiều lợi ích như là thái ấp vững bền, bổng lộc được hưởng thụ, gia quyến ấm êm, vợ con bách niên dài lão, tổ tiên được tế lễ và thờ cúng, trăm năm còn lưu tướng thơm. Đó là sự khích lệ động viên đến mức cao nhất ý chí và quyết tâm chiến đấu của tướng sĩ. Qua bài hịch thì tác giả đã có cách thuyết phục như sau. Trong phần mở đầu của bài thì tác giả nêu lên những tấm gương trung thần nghĩa sĩ trong Bắc Sử với mục đích nhằm ca ngợi các trung thần nghĩa sĩ đã lưu danh sử sách, để lại tiếng thơm muôn đời, đồng thời giáo dục lòng trung quân ái quốc cho các tướng sĩ. Và tác giả đã bày tỏ tình cảm với các tướng sĩ và phê phán nghiêm khắc những suy nghĩ, việc làm sai trái của họ với mong muốn tác động trực tiếp đến tinh thần, ý chí quyết tâm chống lại quân giặc, cần có trách nhiệm bảo vệ đất nước trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Và lời khuyên của tác giả, ông đưa ra phương hướng cụ thể đúng đắn những việc nên và cần làm cho tướng sĩ của mình, khuyên bảo họ cần đặt mùi lửa, biết lo xa, cần đề cao tinh thần cảnh giác và huấn luyện quân sĩ, tăng cường tập luyện võ nghệ, học tập bình thường yếu lược. Và ngoài ra thì không chỉ thuyết phục bằng lý lẽ mà còn bằng cả tình cảm, cảm xúc. Như là ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vũ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức, chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng. Hay là giặc với ta là kẻ thù không đội trời chung, các ngươi cứ điềm nhiên không biết rửa nhục, không lo trừ hung, không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây sau khi dẹp yên quân giặc, muôn đời hổ thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa, ta viết ra bài hình này để các ngươi biết bụng ta. Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi thứ 3 và thứ 4 ở trong sách giáo khoa trang 114. Để khái quát lại những tri thức mà chúng ta vừa học, chúng ta sẽ chuyển sang phần tổng kết. Về nội dung, tác phẩm phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm đánh giặc cứu nước của Trần Quốc Tuấn và dân tộc Việt Nam. Về nghệ thuật, lập luận sắc bén, lý lẽ dẫn chứng xác thực đầy thuyết phục, giọng văn hùng tráng và kết hợp hài hòa giữa chính luận và văn chương. Như vậy, trong bài 5, các em đã được cung cấp những tri thức cơ bản nhất, đó là tri thức về văn nghị luận. Các em hãy truy cập vào trang lờiGiảiHay.com để xem bài soạn chi tiết nhé. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại ở các bài học sau. Xin chào các em!